Chu Tiên, chương 10, U Cốc. Người đọc, Bá Tiến. Quý vị hãy giúp Tiến like clip và đăng ký subscribe kênh nhé, để ủng hộ Tiến có động lực để chúng ta đọc những bộ truyện tiếp theo, đặc biệt là những chương tiếp theo. Còn bây giờ là chương thứ 10 U Cốc, một chương bắt đầu những kịch tính hay của bộ truyện. Trương Tiểu Phàm lên núi, đến chỗ cánh rừng trúc đã quen thuộc bấy nay, nhưng thấy màu xanh tươi tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, gió núi lùa tới, rừng trúc xào xạc như sóng xô, vẻ rất lộng lẫy, trong lòng bỗng dưng mới mẻ lên. Hắn hít thật sâu một luồng không khí thanh vân, vận động thân thể một lát, rồi cầm con dao tiến vào rừng trúc. Chỗ của hắn đến lúc này không phải là chỗ bắt đầu bài tập 3 năm về trước nữa, mà ở tít mãi sâu trong rừng, nơi toàn trúc to, trúc cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Trong rừng, sương loãng ban sớm lờn vẩn như sa mỏng. Trên lá trúc xanh hai bên con đường nhỏ, sương mọc long lanh đẹp. Đi được một hồi, hắn chìm vào trong biển màu xanh lục. Hắc tiết trúc ở đây vươn cao sừng sững, lá cành rậm rạp xuyên thẳng lên trời. Ánh sáng từ các khe kẽ rọi xuống, để lại từng mảng bóng sẫm trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn trái nhìn phải, chọn một cây hắc tiết trúc lớn, ước lượng một chút rồi vung dao định chặt. Phụp một cái, thốt nhiên vang lên một tiếng động buồn ỉu. Trương Tiểu Phàm cảm thấy trước đầu đau nhói, ra là bị một vật đập đúng vào trán. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên đất đang lách tách một quả thông. Trước sau trái phải ở đây đều là hắc tiết trúc, trúc non rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không có cây thông. Hắn nghĩ một lát, khóe miệng lộ nét cười, rồi dòm ngó bốn phía, kêu lớn: "Sư tỷ, là sư tỷ phải không?" Giọng của hắn truyền đi mãi xa trong rừng trúc, vang dội nhưng chẳng có ai đáp lời. Trương Tiểu Phàm biết sư tỷ xưa nay nghịch ngợm, thích lừa người ta, đang định kêu thêm một lượt, thốt nhiên trước đầu lại nhói lên, đau ơi là đau. Ra là bị một quả thông nữa ném trúng, phía trên đỉnh đầu vẳng xuống tiếng kêu: "Chí chí, chí chí." Trương Tiểu Phàm nén đau ngẩng nhìn, thì thấy trên cây hắc thiết trúc có một con khỉ lông xám chẳng biết đã trèo lên ấy từ khi nào. Tay nó nắm mấy quả thông, đuôi thì trèo vào cành trúc, đang cười lảnh lót, chí chí, chí chí, bộ dạng hí hửng trông kẻ khác gặp nạn. Trương Tiểu Phàm đờ người, 3 năm nay hắn chưa từng nhìn thấy con khỉ nào trong rừng. Trên đại trúc phong hầu như toàn là trúc, mãi nơi hang động xa xôi, phía bắc núi mới có một dải rừng hoang tùng bách. Xem ra con khỉ này chính là sống ở đằng đó, hôm nay chẳng hiểu thế nào lại chạy lên đây. Đại trúc phong vươn thẳng và hiểm trở, tuy không cao vượt chân mây như thông thiên phong, nhưng cũng ngập vân hải. Từ chân núi leo lên trên hầu như không có đường lối, phần lớn đệ tử Thanh Vân Môn đều đằng không mà đi. Trương Tiểu Phàm tu tập thô sơ, ngoài việc chặt trúc mỗi ngày ra, thường xuyên cũng nghe các sư huynh nói chuyện. Trong thâm cốc ở hậu sơn đại trúc phong, loài tùng bách dài mọc thành rừng, thâm u khó lường, ít người lai vãng. Năm xưa tổ sư của đại trúc phong cũng đã từng có người chống kiếm đi vào thám thính thâm cốc, nhưng đó chỉ là rừng rộng nguyên thủy, chẳng có sự kỳ quái lạ lùng nào cả. Thú dữ trùng độc tuy nhiều, nhưng cũng chẳng bao giờ ra khỏi cốc, vì vậy mấy năm lại đây tương đối bình an vô sự. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy con khỉ giơ tay lên, hắn giật thót, vội vàng lách mình tránh. Quả nhiên lại là một trái thông nữa ném xuống, nếu không né kịp e lại dính tiếp. Con khỉ xám thấy hắn né ra, bèn kêu lanh lảnh 2 tiếng, mặt mày giận dữ, tựa hồ trách Trương Tiểu Phàm không nên tránh đi vậy. Trương Tiểu Phàm xông tới con khỉ, làm bộ mặt hề, rồi không thèm để ý đến nó nữa, bỏ đi. Trong lòng nghĩ con khỉ này lấy việc chọi người ta làm vui, thật là ít thấy, đúng là súc sinh vô tri. Hắn đi được 2 bước, chợt nghe sau tai tiếng gió rít lên, tránh không kịp, rồi phụp một tiếng. Sau ót lại bị quả thông cứng đập vào, lần này lực đạo không nhẹ. Trương Tiểu Phàm thấy mắt tối sầm, không kìm được kêu thốt lên. Chỉ thấy con khỉ đó ngồi trên cành trúc, vỗ tay cười to, lắc la lắc lư, rõ là vui thích. Trương Tiểu Phàm bừng bừng nổi giận, xông lại lấy cành trúc thật mạnh. Cây hắc tiết trúc to thế mà bị hắn lay dùng nghiêng ngả, nhưng con khỉ xám chỉ dùng đuôi quấn mạnh vào cành trúc, đu đưa người theo nhịp của hắn lay,
chẳng tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cười chí 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 không ngừng. Trương Tiểu Phàm thấy không làm gì được con khỉ, trong lòng càng thêm tức giận, rút dao ra chặt mạnh vào cây trúc. Con khỉ cũng chẳng sợ sệt, cứ ở trên cây trúc nhìn hắn với vẻ thích thú. Trương Tiểu Phàm chặt đến đầm đìa mồ hôi, khó khăn lắm mới chặt được 7-8 phần. Đã thấy thành công trước mắt, chợt nghe trên cây có tiếng kêu lanh lảnh, liền ngẩng đầu nhìn thấy, thì con khỉ chỉ xám lắc đuôi, tung mình bay lên, rồi nhảy sang một cái hắc thiết trúc bên cạnh. Sau đó kêu đoành, lại ném một quả thông xuống. Trương Tiểu Phàm tức quá, cũng không thèm bận tâm xem nó có nghe hiểu không, chỉ tay quát lớn, mày có giỏi thì xuống đây. Con khỉ xám gãi gãi đầu nghẹo cổ nghĩ một lúc, áng chừng không hiểu cái gì là giỏi hay không giỏi, nên chỉ há mồm cười to, làm mặt xấu với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị nó hành cho đến tức gần chết, nhưng chẳng biết phải làm sao. Ngày hôm ấy mãi mới làm xong bài tập, nhưng bị nó ném 7-8 phát vào đầu, đau không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm tức cành hông, bực bội xuống núi, không đếm xỉa gì đến con khỉ nữa. Ai dè nó nghịch thành quen, mấy sáng liền đều đợi trong rừng, hễ thấy Trương Tiểu Phàm đi đến chặt trúc là lại chọn hắn làm vui, rồi thích thú ngó bộ dạng nổi giận của hắn. Trước bữa cơm tối ngày hôm ấy, Điền Linh Nhi kéo Trương Tiểu Phàm qua một bên, khẽ khẽ hỏi, này Tiểu Phàm, đầu đệ sao vậy? Trương Tiểu Phàm mấy ngày liền bị con khỉ bắt nạt, đầu bị trọi đến mức chỗ thì xanh, chỗ thì tím, đau đớn không chịu nổi. Chỉ có điều hắn cảm thấy bị một con khỉ chọc ghẹo là chuyện rất mất mặt, nên chẳng nói với ai. Lúc này nghe sư tỷ hỏi, chủ trừ một lát, rốt cục cũng kể hết ra. Điền Linh Nhi bĩu đôi môi hồng, không nín được bật cười, há miệng hiện ra đôi lúm đồng tiền xinh xinh, tú mỹ quá đỗi. Trương Tiểu Phàm bị cô ta cười, lại giống như mọi khi, mặt mày đỏ ửng lên, cúi đầu nhìn xuống. Điền Linh Nhi vỗ bùm bụp vào vai Trương Tiểu Phàm mà bảo, yên tâm đi, tiểu sư đệ, mấy ngày nay mẹ muốn ta năng vào Thái Cực Động tu tập, chuẩn bị cho kỳ thất mạch hội 2 năm tới. Chẳng ngờ đệ bị một con khỉ bắt nạt. Đệ đừng lo, ngày mai ta đưa đệ lên núi, dạy cho nó một bài học. Giọng điệu của cô ta ra vẻ già dặn, lại có ý như là dỗ trẻ con. Nhưng Trương Tiểu Phàm từ nhỏ nghe đã quen, chỉ cười mếu mà không để đến tâm. Sáng hôm sau, Điền Linh Nhi quả nhiên thức dậy rất sớm, cùng Trương Tiểu Phàm thẳng đường lên hậu sơn. Trong núi gió mát thổi tới hiu hiu, Điền Linh Nhi mặc bộ đồ đỏ, y như bóng dáng buổi đầu cùng Trương Tiểu Phàm lên núi chặt trúc, thoăn thoắt bước đằng trước. Trương Tiểu Phàm theo sau, thấy người thiếu nữ xinh đẹp như một dải mây hồng phiêu phất thong dong trên núi. Thoảng trong làn gió, dường như có một phiến u hương nhẹ nhẹ thả đưa. Trương Tiểu Phàm bỗng bàng hoàng, chợt nhiên nảy sinh ước vọng được. Trương Tiểu Phàm bỗng hốt hoảng, chợt nhiên nảy sinh ước vọng là được đi mãi như thế này. Trong lúc hắn nghĩ ngợi đến xuất thần, Điền Linh Nhi đã đi rõ xa, rồi ngoảnh đầu lại nhìn, gọi lớn, Tiểu Phàm, để làm sao mà chậm chạp thế? Trương Tiểu Phàm giật mình thức tỉnh, khuôn mặt bỗng chợt hồng, không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng rảo bước lên. Hai người đến trước rừng trúc, Điền Linh Nhi bảo Trương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, đệ một mình vào trước, ta sẽ theo sau. Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm con dao đi vào. Mới được vài bước, thình lình nhớ ra là cần dặn dò Điền Linh Nhi phải cẩn thận, bèn xoay mình nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa rồi. Hắn đờ ra, lòng trào lên một nỗi buồn, rồi khẽ lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vô liêu, hướng về phía sâu trong rừng trước cất bước. Đến nơi, thấy khắp rừng là một dải tịch mịch. Trương Tiểu Phàm dương mắt ngó quanh, nhưng không tìm thấy con khỉ xám đâu cả. Hắn lẩm bẩm, chắc là con khỉ đó có linh tính, biết rằng hôm nay hắn đưa trợ thủ đến, nên không dám lại gần nữa. Hắn vừa nghĩ ngợi, vừa ngó nghiêng khắp bốn phía xung quanh, nhưng không thấy tung tích con khỉ đâu cả, hoài công vô ích, đành đi đến một cái hắc thiết trúc chuẩn bị đốn. Chí chí, chí chí, thình lình trên đỉnh đầu vang lên cái tiếng lanh lảnh quen thuộc. Trương Tiểu Phàm lập tức nhảy ra như một phản xạ có điều kiện, nhưng đã thấy đầu đau nhói, thì ra lại không kịp nữa,
bị một quả thông nện trúng, đau ơi là đau. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con khỉ đó treo ngược lên cành trúc như mọi khi, gửi mãi không thôi. Hắn mừng rỡ, nhảy cẫng lên chỉ vào con khỉ đó cười lớn. Ha ha, rốt cục mày cũng đến rồi. Hắn nói không to, nhưng con khỉ lại giật mình đánh thót. Bụng nghĩ, người này ngày thường bị trọi, luôn nhảy lên như đỉa, lửa giận cứ sùng sục. Sao hôm nay lại vui vẻ như thế? Lẽ nào bị ta trọi mấy ngày, đâm ra nghiện rồi. Không được trọi không chịu nổi, bị trọi đau lại cao hứng như vậy. Chính lúc đó, trong rừng trúc bỗng xoẹt đến một cái bóng đỏ. Điền Ninh Nhi đạp trên không hổ phách Chu Lăng, đằng không lướt tới, nhanh như chớp giật. Năm ngón tay vung chảo, tóm lấy con khỉ kia. Ai ngờ con khỉ cực kỳ linh mẫn, mắt vừa liếc thấy là liền có phản ứng ngay. Cái đuôi đang quấn lấy cành cây lập tức lỏng ra, cả thân mình buông xuôi rơi xuống. Điền Linh Nhi đã tính kỹ cách vây chụp khắp các phương diện. Ai ngờ con khỉ cực kỳ linh mẫn, mắt vừa liếc thấy là liền có phản ứng ngay. Cái đuôi đang quấn lấy cành cây lập tức lỏng ra, cả thân mình buông rơi xuống. Điền Linh Nhi đã tính cách vây chụp khắp các phương vị, trước sau, trái phải. Nào ngờ con khỉ tự thả rơi, cô ta bất giác sững người, chụp trượt vào khoảng không. Trương Tiểu Phàm ở dưới đất đang chuẩn bị hành động, thì lại thấy con khỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay, níu lấy thân cây trúc bỏ lên. Rồi dường như biết phía trên là cô gái áo đỏ lợi hại, nó chẳng chậm trễ, lập tức lắc lư, nhảy từ cây trúc này sang cây trúc khác, rồi sang cây trúc khác nữa, ra ý tìm cách đào thoát. Điền Linh Nhi sinh lòng hiếu thắng, hét vang từ trên cao, đuổi theo. Cô ta vẫy tay trái, hổ phách Chu Lăng phá không mà tiến. Trương Tiểu Phàm dưới mặt đất sải bước chạy. Nếu ở trên đất trống, với tốc độ của hổ phách Chu Lăng, chưa đến một tích tắc là Điền Linh Nhi đã bắt được con khỉ xám. Nhưng hôm nay lại là trong rừng trúc rậm rạp, thành ra gặp vô số chướng ngại. Con khỉ xám vô cùng thông minh, nó không chạy trốn theo đường thẳng, mà luồn trái quẹo phải trong khu rừng, vòng tới ngoặt lui, tháo chạy về phía trước. Điền Linh Nhi vừa phải chú ý tông tích con khỉ, vừa phải đề phòng những cây hắc tiết trúc nhan nhản khắp nơi ào đến trước mặt. Thật là phiền phức. Trương Tiểu Phàm thì chỉ có thể chạy dưới mặt đất mà lo hão, không giúp gì được. Hai người một khỉ cứ đuổi chạy gấp gáp như thế, trong những tiếng chí chí lanh lảnh của con khỉ xám. Cũng chẳng biết là trải qua bao lâu nữa, Trương Tiểu Phàm hô hấp dần dần nặng nề, đã thấy mệt nhừ, có lẽ cũng chạy đuổi đến rất xa rồi. Rừng trúc xanh tươi trước mặt dường như trải dài khôn cùng khôn tận, hết lớp này đến lớp khác ào ào tới trước. Trương Tiểu Phàm lưỡi khô miệng khát, chợt thấy bóng con khỉ xám xẹt qua, rồi cứ tụt lại mãi. Hắn mừng rỡ, lập tức lấy lại tinh thần, một luồng sức mạnh trào đến. Chợt trong tích tắc, Điền Linh Nhi phía trên cao la hoảng, cẩn thận. Trước mặt của Trương Tiểu Phàm bỗng hiện ra một cái vách đá dựng đứng. Hắn vội vàng thu bước, mất đà ngã bổ chừng. Định thần lại được, hắn thấy dưới vách đá là một thâm cốc. Tít xa trong cốc có xương dày mù mịt, chẳng nhìn rõ gì cả. Trên sườn vách gần đó không có hắc tiết trúc, mà là các loại cây cối hoang dại, phần lớn là tùng bách. Thì ra bọn họ đã vô tình đuổi tới u cốc xa mãi phía sau núi. Trương Tiểu Phàm trông thấy con khỉ xám rơi xuống dưới, giữa không trung lại giở ngón cũ ra, nắm vào các cành cây, đưa đẩy thân mình, rồi theo đà nhảy xuống, tháo chạy về phía trước. Hắn đang băn khoăn, chợt nghe tiếng gọi xé màn không vẳng tới. Ngẩng đầu thì thấy Điền Linh Nhi tà áo đỏ phơ phất đang lướt trên không, chìa cánh tay ngọc về phía hắn. Lên đây nào! Trương Tiểu Phàm không kịp suy nghĩ nhiều, thò tay ra nắm lấy tay của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi dùng lực kéo, lôi hắn lên dải lụa đỏ. Hổ phách Chu Lăng chợt chĩu xuống một chút, nhưng lập tức trở lại nguyên trạng. Trương Tiểu Phàm lần đầu có trải nghiệm này, cứ luống ca luống cuống. Điền Linh Nhi đẩy hắn lại đằng sau quát, ôm lấy eo lưng ta, mau! Trương Tiểu Phàm y lời ôm lấy. Điền Linh Nhi vội vã thúc tấm lụa bay, ánh đỏ lướt tới. Hai người ngự trên hổ phách Chu Lăng, nhào thẳng xuống thâm cốc, đuổi theo bóng con khỉ xám kia. Gió rít căm căm, Trương Tiểu Phàm chỉ nghe tiếng vù vù, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra,
Dưới chân hắn, hổ phách chu lăng mềm mại nhưng không phải mềm, e sơ sẩy là có thể rớt ra ngoài, khiến người ta cứ thấp tha thấp thỏm. Hắn cảm thấy rất là sợ hãi, bất giác giữ chặt Điền Linh Nhi thêm một chút. Chỉ thấy tà áo hồng như mây phiêu phất trước mắt, bóng hình sư tỷ tự như tiên nữ trên 9 tầng trời, thanh lệ vô song, lại thêm làn u hương nhẹ nhẹ phả vào khiếu giác. Trong lòng của hắn ngập tràn niềm vui sướng, khắc khoải mong sao giờ phút này đừng mãi trôi đi. Điền Linh Nhi hơi sức nào mà tưởng đến những suy nghĩ kỳ cục của thằng bé đằng sau lưng, một lòng một dạ đều hướng về con khỉ xám đằng xa ở trước mặt. Cô ta thường ngày được cha mẹ và các vị sư huynh yêu thương khen ngợi, tính tình rất cao ngạo, hôm nay đuổi không nổi một con khỉ thì làm sao mà chịu đựng nổi. Thế là trong thâm cốc, giữa những hàng cây, chỉ thấy bóng con khỉ xám đằng trước, bóng đỏ theo sát sau, quanh tới quẹo lui, bay chạy bùn vụt. Cứ thế chừng nửa canh giờ, con khỉ xám đó chẳng biết là thứ dị chủng gì, hoàn toàn không tỏ ra mệt mỏi, vẫn chạy nhanh như cũ. Điền Ninh Nhi thì đuổi bắt suốt quãng đường dài như vậy, đã dần quen với cách chạy xuyên qua rừng, thành ra càng đuổi càng thấy gần tới nơi. Con khỉ chạy một mạch về mãi xa. Trương Tiểu Phàm từ sau lưng Điền Linh Nhi ngó lên, nom thấy cây cối trước mặt lần lần thưa đi, ánh sáng xuyên không, thấp thoáng đằng trước là một dải đất trống, tựa hồ có tiếng nước chảy. Lúc này, tiếng kêu lanh lảnh của con khỉ xám càng thêm gấp gáp, tựa như bất ngờ vì hai người này đuổi cả ngày trời mà không bỏ cuộc, nhưng nó chẳng đường rút nữa, đành cố sống cố chết chạy tháo. Chẳng bao lâu, trước mặt bỗng sáng òa, quả nhiên là một vùng đất trống bao la, trên đất đầy đá vụn, ở giữa có một cái đầm nhỏ biêng biếc, sóng gợn dập dềnh, dòng nước chảy về phía tây. Con khỉ xám lăng mình đến đây, tỏ ra lúng túng, nhưng sau lưng tiếng gió rít thoắt đã đến gần, nó bất đắc dĩ phải nhảy xuống đất chạy bổ về đằng trước. Nhưng không hiểu sao bước chân của nó bỗng dưng chậm gì, chẳng giống chạy trốn mà cứ như là tản bộ. Có điều nó vẫn đi về phía trước, dẫu chỉ là từng bước một. Trương Tiểu Phàm nom thấy, trong lòng lấy làm lạ, nhưng Điền Linh Nhi vừa né tránh các chướng ngại, vừa chú ý theo dõi tung tích con khỉ, tất cả tư tưởng đều tập trung cao độ, chẳng chú ý nhiều đến thế. Trông thấy con khỉ xám ngay trước mặt, cô ta mừng rỡ quá, quát lớn một tiếng, thúc chu lăng bay tới, xông đến giữa bãi đất trống, lao ập tới con khỉ xám nọ. Đã thấy sắp bắt được con khỉ rồi, bỗng nhiên trong đầu Trương Tiểu Phàm nổ rầm một tiếng, thân mình chợt nhiên rung lắc lia lịa, một cảm giác vang vất nôn nao từ ngũ tạng trào lên, xông đến đỉnh đầu. Trong phút chốc, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Trương Tiểu Phàm thất kinh, đang không biết làm thế nào thì vừa lúc ấy, ngực của hắn đột ngột nóng gian, một luồng khí ấm áp tán phát toàn thân, bảo vệ tâm mạch, rồi đánh tan cái cảm giác nôn nao kia đi. Trương Tiểu Phàm vô tình cúi nhìn xuống ngực, cảm thấy luồng khí nóng kia tỏa ra từ hạt châu tím sẫm mà phổ trĩ cho hắn ban ngày. Vừa lúc đó, Điền Linh Nhi phía trước thân mình cũng run rẩy, chợt nhiên mềm oặt rồi ngã nhào ra. Hai người bọn họ đang ở giữa không trung, vừa mất đi sự điều khiển của Điền Linh Nhi, hổ phách chu lăng liền dừng ngay lại, hai người lập tức rớt tòm xuống đất. Trương Tiểu Phàm lăn mấy vòng trên mặt đất, đau ơi là đau, nhưng hắn chẳng mang đến điều đó, còn chưa đứng vững đã hét toáng lên, sư tỷ có sao không chứ? Chỉ thấy Điền Linh Nhi ngã lăn đằng trước không hề động đậy, nét mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, đã ngất xỉu từ khi nào. Trương Tiểu Phàm kinh hoàng thất sắc, đoán chừng quá nửa là có liên quan tới cảm giác cổ quái vừa nãy, liền nén đau bò dậy chạy tới bên mình của Điền Linh Nhi, lay lay cô ta gọi thêm mấy tiếng, Điền Linh Nhi vẫn không có phản ứng gì. Trương Tiểu Phàm ngoái nhìn bốn phía, thấy ở khu vực quanh cái đầm nước biếc này, trong vòng 3 trượng chẳng mọc đến một ngọn cỏ, nhưng ngoài 3 trượng lại cây cối tùm. Hắn nghiến răng trấn áp cảm giác váng vất không ngừng trào dâng trong đầu, cõng lấy Điền Linh Nhi thu nhặt hổ phách chu lăng vừa mới rớt một bên đi ra phía ngoài. Với khoảng cách 1-2 trượng này, nếu là lúc bình thường thì chẳng đáng mấy bước chân, nhưng giữa lúc trong người nôn nao,
đi đứng sao mà gian nan. Khó khăn lắm hắn mới ra khỏi ba trượng. Đến dưới một gốc cây lớn, cảm giác nôn nao kia quả nhiên lập tức tiêu tan không vết tích. Trương Tiểu Phàm đặt Điền Linh Nhi xuống, hồng hộc thở dốc, nhìn về phía đầm nước biếc. Hắn thấy con khỉ kia vốn đến đó từ nãy đang đứng im, nét mặt đau đớn khôn cùng, hướng ra chỗ hắn, trong mắt đong đầy những lời cầu cứu. Trương Tiểu Phàm chau mày, cuối cùng không nén được, bèn đứng lên đi vào trong. Mới có mấy bước, cảm giác nôn nao vắng vất đó lại xuất hiện, rồi luồng khí ấm áp nơi ngực của hắn bỗng tràn đầy, chặn đứng nó lại. Trương Tiểu Phàm chậm chậm đi đến bên mình con khỉ, đầu mặt đầm đìa mồ hôi. Con khỉ thấy hắn gần đến, chừng chẳng nhúc nhích được, xem ra đã bị nén đến nghẹn thở. Trương Tiểu Phàm hít hơi thật sâu, cúi xuống ôm con khỉ lên, quay mình bước ra ngoài. Con khỉ lúc này rất nghe lời, yên yên lẳng lặng phục trong lòng của hắn. Khó khăn lắm mới bước nổi ra ngoài, đến bên mình của Điền Ninh Nhi vẫn đang hôn mê, cảm giác váng vất cũng theo đó tiêu tan. Trương Tiểu Phàm thả con khỉ, đặt mông ngồi xuống thở hổn hển. Con khỉ xám đó cũng thở phào, nằm lăn ra đất, mắt long lanh đưa đi đưa lại, nhưng không chạy trốn nữa, cứ chằm chằm nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cởi vạt áo, lấy hạt châu sọ ở sợi dây đỏ ra ngắm nghía kỹ càng, chỉ thấy bề ngoài tím sẫm của nó đã biến thành tím nhạt, luồng khí xanh bên trong tựa hồ bị kích thích, xoáy lông lốc không ngừng với tốc độ nhanh gấp 10 lần, va đập vào khắp các phía bề mặt của hạt châu. Cũng như lúc trước, cứ mỗi lần luồng khí xanh chạm vào bề mặt, hình chữ phạn của chân ngôn nhà Phật lại hiện lên ngăn chặn. Cảm giác ấm áp vừa giải cứu Trương Tiểu Phàm cũng chính là từ chân ngôn này tỏa ra. Chỉ có điều, Trương Tiểu Phàm nhận thấy rõ ràng, so với lần đầu hắn phát hiện ra hồi 3 năm về trước, chữ phạn của chân ngôn nhà Phật này mỗi lần xuất hiện dù lớn hay nhỏ thì độ long lanh cũng kém hơn khi xưa rất nhiều. Quý bạn và các vị vừa theo dõi xong chương thứ 10. Quý vị hãy nhớ like list và subscribe kênh để ủng hộ Tiến nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần thứ 11. Like clips và subscribe kênh Dự Tiến nha. Trương Tiểu Phàm ngắm hạt châu rất lâu, hơi thở dần dần điều hòa lại, nhưng ngoài việc độ sáng kém đi một chút thì chẳng có nhận thấy điều gì nữa cả. Đành đặt nó trở vào trước ngực. Hắn nhìn sang Điền Ninh Nhi ở bên cạnh, thấy cô ta vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt đã dấy chút huyết sắc, tình trạng có vẻ khá hơn. Hắn cầm giải hổ phách chu lăng lên, ngắm nghía kỹ càng. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn bảo vật này gần đến thế. Chạm tay vào thấy rất mềm mại, rất khoan khoái. Rồi nhớ tới phong tư ưu mỹ của Điền Ninh Nhi ban nãy khi đằng không lướt đi, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ. Hắn nhìn một lát, tay cũng học theo Điền Ninh Nhi làm hiệu, hô khẽ lên. Hổ phách chu lăng cứ như con rắn chết vậy, chẳng thèm đếm xỉa, cũng chẳng thèm nhúc nhích. Khét 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 khét. Con khỉ xám ở bên cạnh đó, hai tay ôm bụng, bò toai ra đất, cười mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn con khỉ, nhưng vừa rồi đã cùng nó vượt qua hoạn nạn, bất giác cảm thấy mấy phần thân thiết, những sự thù địch lúc trước cũng tan thành mây khói cả. Hắn xông lại con khỉ, thè lưỡi làm mặt hề, rồi không lý đến nó nữa, đặt hổ phách chu lăng xuống bên mình Điền Ninh Nhi, dõi ánh mắt về phía đầm nước trong bãi đất trống. Đầm nước ấy phạm vi nhỏ nhoi, không nhìn thấy đầu nguồn, ước chừng là do một con suối ngầm trào lên. Nước trong đầm màu bích lục, ở đây nhìn sang chẳng rõ nông sâu. Phía tây đầm có một cái khe, nước từ đó phun ra, tạo thành một con lạch nhỏ quanh co chảy đi. Chính giữa đầm nước chất đống một hòn đá lô nhô, kích thước không đều, nhiều hình thù nhiều vẻ, một phần lộ ra trên mặt nước. Trong đám loạn thạch có cắm chéo một cây gậy ngắn màu đen nhô lên khỏi mặt nước chừng một thước, còn lại thì ngập trong đầm, trông đen ngòm, không nhìn rõ chất liệu, chỉ thấy rất là khó coi. Trương Tiểu Phàm cảm thấy bất an,
nghĩ rằng rời khỏi vùng đất cổ quái dị thường này càng sớm càng tốt. Có điều, Điền Linh Nhi tuy đã khá hơn nhưng vẫn mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Trong khi đó, con khỉ xám lại rất phấn chấn, gãi tai, béo má, cấu trí bất tận, chẳng ngồi yên đến một chút nào cả. Có lúc còn nhao lên tán rừng, bứt xuống mấy quả dại từ chỗ nào đấy, ném cho Tương Tiểu Phàm 2 quả, sau đó tự mình cũng đặt đít ngồi phẹt ra đấy, nhồm nhòm ăn một cách rất ngon lành. Tương Tiểu Phàm cầm quả dại lên cắn một miếng, thấy nước tứa ra ngọt lịm, bất giác thèm ăn. Hắn lên núi từ sớm, rồi chạy đuổi suốt một quãng đường, đến giờ thì đã gần chính ngọ, còn chưa được lấy ngụm nước, sớm đã đói theo. Ngoạm 2-3 miếng là ăn hết một quả, nhưng khi cầm quả thứ hai lên, bỗng hắn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Điển Linh Nhi. Quả dại vào đến bụng, cơn đói trong ruột cũng giảm đi một chút, tinh thần phấn chấn hơn lên. Hắn đứng dậy vươn vai, nhìn khắp bốn phía xung quanh, chỉ thấy cổ thụ rậm rạp, tiểu khê róc rách, cảnh sắc rất là ưu mỹ, ai ngờ lại có thể cổ quái đến thế này. Đến lúc đó, Trương Tiểu Phàm thốt thấy trước ngực nóng ran, phút chốc lại nghe mấy tiếng lách cách buồn thảm, dường như có vật gì đó đang vỡ vụn. Hắn thất kinh, vội vàng móc hạt châu ở trước ngực ra, nhất thời phát hoảng, chỉ thấy cả hạt châu lồng lộng thanh quang, luồng khí xanh bên trong lồng lộn như con hổ, va đập thật lực lên bề mặt. Chân ngôn chữ phạm vốn vẫn ngăn chặn nó càng lúc càng yếu, càng lúc càng ảm đạm vô quang, xem ra không thể cản lâu được. Trương Tiểu Phàm nào biết hạt châu này trông thì bình thường chẳng có lạ gì, thực ra là vật chí hung danh động thiên hạ, gọi là phệ huyết châu. Lai lịch của nó không được rõ ràng, lại có đặc tính kỳ dị, chỉ ưa hút tinh huyết sinh vật. Nếu có loài vật sống hay hoạt động nào lại gần nó, 1 giờ 3 khắc là bị phệ huyết châu hút cạn tinh huyết mà chết, chỉ còn lại vỏ da không. Thực là một tà vật đáng sợ. Hơn 1000 năm trước, trưởng lão của ma giáo là Hắc Tâm lão nhân đoạt được vật châu này, dựa vào khả năng hút máu kỳ dị của nó mà luyện thành pháp bảo. Suốt một thời gian hoành hành, chẳng biết phệ huyết châu đã giết mất bao nhiêu nhân sĩ chính đạo, tiếng tăm lừng lẫy, rồi trở thành một trong ma giáo tứ bảo. Sau khi Hắc Tâm lão nhân chết, hạt châu không cánh mà bay, từ đó trở đi chẳng còn tung tích gì nữa. Phổ Chí Thần Tăng của Thiên Âm Tự nhờ cơ duyên xảo hợp, 30 năm trước đã tìm thấy hạt hung châu này dưới một đầm lầy lớn ở Tây Phương. Lúc ấy trong vòng 10 dặm quanh đấy, xương trắng chất ngất, chẳng còn sự sống, có thể nói là sinh linh lầm than, oán khí ngất trời. Phổ Chí động lòng từ bi, bèn dùng Phật môn đại pháp thu lấy nó. Về sau mỗi ngày, ông đều thi triển Phật gia hàng ma pháp án lên nó, trấn nhiếp tà lực, suốt 30 năm không hề gián đoạn, đồng thời xỏ nó vào Phật môn chí bảo là Phỉ Thúy Niệm Châu. Nhờ tịnh khí của chàng hạt át đi tà niệm, cuối cùng đã dồn nén được luồng hung khí này, nhốt kín nó vào trong hạt châu, dưới tầng tầng Phật lực, để nó không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Không ngờ trong trận chiến ở thôn Thảo Miếu, Phổ Chí bị hắc y nhân thầm bí liên tiếp tấn công, sức hao kiệt như đèn dầu sắp cạn. Tuy cuối cùng hắc y nhân cũng thọ thương bỏ chạy, nhưng Phổ Chí biết hắn chưa kịp chạm vào căn nguyên, lại sợ hắn lằng nhằng lần theo phệ huyết châu, đành dùng thuốc tam nhất tất tử hoàn để kéo dài sự sống thêm 3 ngày nữa. Đến lúc tình trạng nghi kịch, lão bèn giao phệ huyết châu cho Trương Tiểu Phàm, đồng thời dặn dò không được để lộ ra trước mặt người khác, khi có thể là phải ném ngay xuống hang vực sâu. Tuy lại tổn hại đến sinh linh vô tội, nhưng so với việc để rơi vào tay của tên yêu nhân kia thì vẫn còn tốt hơn. Chỉ có điều Phổ Chí vạn lần chẳng ngờ, Trương Tiểu Phàm nghĩ đến ân tình của lão, đã giữ cái vật chí hung này lại làm kỷ niệm. Phệ huyết châu thoát khỏi sự áp chế bởi Phật gia đại pháp của Phổ Chí, lại không bị tính khí của Phỉ Thúy Niệm Châu ngăn chặn nữa, hung linh của nó bắt đầu gặm nhấm dần mọi vòng vây kìm hãm. Hàng ma đại pháp của Thiên Âm Tự chẳng phải tầm thường. Những vòng vây kia tuy đã mất chủ nhân, nhưng vẫn trung thành với trách nhiệm của mình, đã trấn nhiếp hung linh này suốt 3 năm tròn.
Tiếc là thời gian quá lâu, cuối cùng cũng không còn ngăn chặn nổi nữa, dần dần lực bất tòng tâm. Đến ngày hôm nay, có vẻ sắp bị Phệ Huyết Châu phá vỡ mà thoát ra, gây họa cho nhân gian. Trương Tiểu Phàm tuy không biết lắm chuyện khúc mắc đến thế, nhưng lòng ngấm ngầm cảm thấy không ổn. Năm đó trong trận chiến ở thôn Thảo Miếu, khi Phổ Chí và Hắc Y Nhân kia đấu phép, Trần Ngôn chữ Phạn đã hiện ra rất nhiều lần. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng ấn tượng lưu lại vẫn rất đậm. Lúc này, thấy trên hạt châu tình trạng Trần Ngôn càng lúc càng nguy kịch, hắn bỗng lo âu, bèn nghiến răng, nắm chặt nó vào lòng bàn tay, vận dụng đại pháp bát nhã còn ở trình độ thô sơ, tập trung vào trong hạt châu. Hai thứ vốn là đồng nguyên, Trần Ngôn chữ Phạn trên Phệ Huyết Châu sáng lên rất mạnh, nhưng không để Trương Tiểu Phàm kịp mừng rỡ, chớp mắt sau đó đã biến ra ảm đạm. Đồng thời một luồng khí lạnh băng thâm nhập vào cơ thể của hắn. Phút chốc, nửa người của Trương Tiểu Phàm thấy đều tê dại. Con khỉ xám ở bên thấy Trương Tiểu Phàm lộ nét đau đớn, trên mặt thanh khí ngập phủ, thì kêu lên hai tiếng chí chí, vẻ cực kỳ lo lắng. Nhưng Trương Tiểu Phàm chẳng còn chú ý được nhiều đến thế, chỉ thấy tinh huyết toàn thân đều dội ngược, ào ào tuôn về phía hạt châu cổ quái đang nắm trong tay phải kia. Đại phạm bát nhã trong cơ thể vừa chạm đến đã bị phá tan, căn bản không phải là đối thủ của luồng khí lạnh băng. Lúc ấy kinh mạch toàn thân hắn co rút, đau đớn không chịu nổi. Hắn tập tễnh bước mấy bước lùi về đằng sau, bỗng nhiên toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác váng vất nôn nao quen thuộc lại tràn lên, xông thẳng vào ngũ tạng. Thì ra trong lúc sơ suất, hắn đã bước vào trong khoảng đất trống. Nhưng lúc này, luồng khí ấm áp kia chẳng còn thấy trỗi dậy ngăn cản nữa. Con kỳ xám cuống quýt kêu chí chí không ngừng, nhưng bất luận thế nào nó cũng không dám đặt chân vào vùng đất trống. Trương Tiểu Phàm hồn siêu phách lạc, không biết làm thế nào, chỉ thấy trong người nóng gian như bị hàng vạn con kiến châm đốt, buồn nôn muốn ói nhưng chẳng có gì để ói ra. Đúng là khổ đến mức sống mà không đành, chết cũng chẳng xong. Thần trí dần dần mơ hồ, hắn loạng choạng đi về phía trước, hoàn toàn không biết là mình đã đi sai hướng, chỉ thấy khí lực toàn thân dần dần bị rút cạn. Toàn thân của hắn run rẩy, tứ chi bải hoài, chân trước mềm nhũn rồi co quắp lăn ra đất. Lúc ấy đã đến bên đầm nước, hắn dùng hết hơi sức còn lại, vận Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cố gắng dẫn linh khí trời đất nhập vào cơ thể. Vào tới nơi lại biến thành đại phạm bát nhã, thành ra vừa hơi giải trừ được cơn đau thì trong tích tắc lại tiêu tán hết. Trương Tiểu Phàm chẳng để ý nhiều, cứ gượng lực thi triển, dễ chịu được phần nào hay phần ấy. Chỉ có điều luồng khí lạnh băng kia quá đỗi mạnh mẽ, lại thêm cơn nôn nao váng vất kỳ dị, hầu như làm lục phủ ngũ tạng của hắn lộn nhào hết thảy, xông thẳng lên não. Mắt hắn nổ đom đóm, hô hấp rối loạn, bỗng dưng nơi cổ họng mằn mặn rồi ọc một ngụm máu lớn phun ra, hắn gần như mê man ngất xỉu đi. Chính vào lúc ấy, chợt nghe thấy một tiếng buồn ỉu vang lên. Trong khoảnh khắc trời đất như tối sầm lại, thanh quang trên Phệ Huyết Châu chiếu sáng rực rỡ, cả hạt châu biến ra màu xanh, một luồng kim quang ảm đạm chớp lên nhấp nhánh. Trần Ngôn chữ Phạn của nhà Phật bị ép vỡ hoàn toàn, luồng khí xanh phủ chụp lấy Trương Tiểu Phàm như ác quỷ hút máu vừa phục sinh. Song chuyện lạ còn chưa kết thúc, hầu như cùng lúc luồng khí xanh giành lại được tự do, một tiếng động lớn vang lên, bắt nguồn từ giữa đầm nước. Tức thời gió xô mây cuộn, loạn thạch trong đầm nước bị kích xạ tứ tung, dội lên những âm thanh ầm ĩ. Nước đầm màu bích lục nổi sóng, cuộn lông lốc không ngừng nơi giữa đầm, tạo thành một vòng xoáy nước cực lớn. Từ tâm của xoáy nước, chính giữa đáy chôn ốc, dần dần nhô lên một vật hắc khí đằng đằng, chính là cây gậy ngắn đen ngòm, dài hơn 2 thước, vàng chẳng phải vàng, sắt chẳng phải sắt, phả ra một luồng hung sát. Trương Tiểu Phàm kêu lớn, lùi lại phía đằng sau. Phệ Huyết Châu tựa hồ dính chặt vào lòng bàn tay của hắn, có thể lờ mờ nhìn thấy huyết sắc nhàn nhạt từ thân mình của Trương Tiểu Phàm đang chậm chậm chảy sang bên hạt châu. Một tiếng hú rít lẫn trong tiếng sóng nước, cây gậy ngắn đột ngột lao vụt ra, cắm thẳng vào Phệ Huyết Châu đang tán xạ thanh quang. Giây lát, một tiếng vang cực lớn, hai vật
đại hung sát va vào nhau. Trương Tiểu Phàm như dính cơn cự chấn, cả người bị hất bắn lên phía cao thượng. Mảng đất trống phía dưới hắn thì bị luồng đại lực ấy đánh hõm thành một cái hố lớn. Trương Tiểu Phàm rơi lại xuống đất, thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng, những cơn đau thể xác dường như có dịu đi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màn đỏ lòm, chính là hai mắt đang tứa máu, bèn dùng tay lau thật mạnh. Chỉ thấy cây gậy đen kỳ dị kia quật lên phệ huyết châu, hắc khí liên miên bất tiệt, phóng thẳng ra đằng trước. Phệ huyết châu dường như có linh tính, biết gặp phải đại địch, liền thu hồi thanh quang, dùng toàn lực kháng cự. Hai bên giằng co không dứt, luồng khí lạnh băng và cảm giác nôn nao trong người Trương Tiểu Phàm dần dần lui đi. Trương Tiểu Phàm thở hồng hộc, kinh hãi chưa nguôi, bất giác giày giày tay, nhưng hai thứ quái vật kia tự như đã biến thành một phần của bàn tay hắn, giày thế nào cũng không đi, hắc khí thanh quang vẫn ngạnh đấu mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm khiếp hãi, chỉ muốn tránh hai vật quái đoàn kia càng xa càng tốt. Hắn dùng hết sức bò lên, nhưng chưa được một bước đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người lắc la lắc lư, chân dã rời vô lực, thân hình nghiêng vẹo lại ngã nhào ra đất. Hai thứ thanh châu hắc bảng kia xoắn chặt lấy nhau mà tương đấu, nhưng hắc khí toát lên ngùn ngụt, dường như đã chiếm thế thượng phong. Chớp mắt sau, quả nhiên là hắc khí ồ ạt thâm nhập, thanh quang liên tiếp thoái lui, dường như không còn sức chống đỡ. Chính vào lúc ấy, Trương Tiểu Phàm thốt cảm thấy một cơn đau nhói nơi lòng bàn tay. Hắn nhìn xuống, sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi miệng. Trong lòng bàn tay, một vòng xung quang của phệ huyết, máu tươi đỏ sậm thấm qua làn da, chảy ra ngoài, di dỉ không ngớt, dần dần đọng thành một giọt máu lớn. Trương Tiểu Phàm toàn thân phát run, mặt cắt không còn một hạt máu. Giữa lúc ấy, phệ huyết châu đầm mình vào giọt máu, tức thời thanh quang đại thịnh, phản kích ạt ào, không chỉ lật ngược lại được cục diện mà còn dần dần áp đảo được hắc khí. Máu trên tay càng chảy nhiều, Trương Tiểu Phàm càng mất đi chi giác. Máu đỏ cứ trào lên mãi, lần lần chảy đến chỗ tiếp giáp giữa cây gậy ngắn đen thuyền và phệ huyết châu thì không còn chảy nữa. Mặc cho thanh quang hắc khí giao đấu không ngừng, thêm một lúc nó bèn ngấm luôn vào chỗ ấy, nhuộm đỏ dần dần chỗ tiếp xúc giữa đầu gậy và hạt châu. Một mùi máu tanh lượm bay đưa vào không khí. Thời gian dần trôi qua, màu đỏ đó càng lúc càng đậm, về sau gần như tươi lên, sắp nhỏ giọt. Rồi không biết tại sao, thanh quang hắc khí vốn đang quần đấu đều tút ngúm. Thanh quang hắc khí vốn đang quần đấu đều tắt ngúm, thoạt tiên tỏ vẻ chán ghét giao tranh, sau dần dần đổi ra thái độ dung hợp. Chẳng biết là trải qua bao lâu, sự thay đổi kỳ dị này rốt cục cũng kết thúc. Hắc bảng thanh châu hoàn toàn tắt đi ánh sáng rực rỡ, hòa vào với nhau, rồi rắc một tiếng, từ trên tay Trương Tiểu Phàm đang hôn mê rớt xuống đất. Tiểu Phàm, Tiểu sư đệ, một loạt tiếng gọi lo lắng vang vọng đến tai của Trương Tiểu Phàm. Trí óc của Trương Tiểu Phàm hỗn độn, trong đầu thấy đau đớn vô cùng, đến mở mắt cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực. Thấy khuôn mặt hoảng loạn của Điền Ninh Nhi đang lo lắng, thoát ra xa, thoát lại gần, rồi từ từ hiện lên rõ ràng, hắn động đậy đôi môi, khẽ gọi: "Sư tỷ." Điền Ninh Nhi mừng rỡ hỏi: "Tiểu Phàm, đệ tỉnh rồi ư?" Trương Tiểu Phàm gượng mỉm cười đáp: "Đệ không sao đâu sư tỷ." Điền Linh Nhi dìu hắn ngồi dậy. Trương Tiểu Phàm nhìn ngay vào lòng bàn tay của mình, thấy bàn tay phải da thịt chẳng hề xây xước, ngoài một chút bật bạt ra thì không có gì khác thường. Hắn thử người, trong lòng nhớ rõ rằng lúc nãy lòng bàn tay của mình đã chảy rất nhiều máu tươi, sao bây giờ đến một chút dấu vết cũng không còn nữa. Lẽ nào chỉ là một cơn ác mộng thôi ư? "Tiểu Phàm." Điền Ninh Nhi thấy hắn ngồi dậy thì đờ đẫn xuất thần, trông vẻ tiêu hồn lạc phách, trong lòng hơi lo lắng, bèn đẩy hắn một cái. Trương Tiểu Phàm giật mình, toan nói với cô chuyện vừa xảy ra, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng lại cảm thấy chuyện này quái đản quá. Đến mình cũng còn kinh nghi bất định, bèn đờ ra một lát, rốt cục lại nói: "Không, không có gì sư tỷ." Điền Ninh Nhi lúc này mới yên tâm. Sau khi cô ta tỉnh dậy, thấy trời đã tối,
Mình thì đang nằm dưới một cây tùng lớn, sư đệ thì ngã ra mãi một bát đất trống xa, bất tỉnh nhân sự. Cô ta sợ hãi, vội vàng chạy đến bên Trương Tiểu Phàm, may mà chỉ lát sau là kêu được hắn tỉnh lại. Lúc ấy Điền Ninh Nhi nhìn khắp bốn phía, nói với Trương Tiểu Phàm: "Sư đệ, nơi này rất là cổ quái, chúng ta nên mau mau rời khỏi đây, đợi mai ta mời mẹ xem lại hãy sao." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đang định bò dậy, thốt nhiên toàn thân đau đớn, đầu đau, mắt quáng. Nếu không phải có Điền Ninh Nhi nhanh tay đỡ lấy, chắc đã ngã nhào rồi. Điền Linh Nhi thấy mặt của hắn trắng bệch, đến một chút huyết sắc cũng không còn, trong lòng hết sức lo lắng, lập tức thận trọng dìu hắn dậy. Trương Tiểu Phàm định thần, lại nhìn xuống người, không thấy có vết thương nào, bèn nói: "Sư tỷ, đệ chỉ là nhức đầu tí chút, chẳng có gì là to tát cả." Điền Linh Nhi xem xét kỹ càng, quả đúng là như vậy, thì gật đầu bảo: "Vậy chúng ta mau mau quay về đi, trời đã tối rồi, chỉ e là cha mẹ và các sư huynh đang đều lo lắng đấy." Trương Tiểu Phàm đáp: "Vâng." Điền Linh Nhi hít sâu một hơi, lại soát hết toàn bộ thân một lượt, không thấy có gì dị thường, trong lòng tự hỏi: "Thế nào mà mình vô duyên vô cớ lại lăn ra đất ngất đi?" Tiện tay vẫy một cái, hổ phách chu lăng chớp sáng đỏ, rít lên một tiếng lao lại. Điền Linh Nhi dắt Trương Tiểu Phàm toan đi, chợt nghe bên mình vang tiếng chí chí. Hai người ngoảnh đầu nhìn, thì ra là con khỉ xám đó, chẳng biết từ lúc nào đã lại đứng cạnh, nghịch mồm cười với bọn họ, trong tay đang nắm một cây gậy đen dài hơn một thước, không rõ là làm từ chất liệu gì. Trước thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch đi đi lại lại, lông mày nhăn tít, trên mặt có nét lo âu. Hôm nay con gái và gã đồ đệ thứ bảy, chẳng ra cái hồn người ấy lên sau núi chặt trúc đùa nghịch từ sớm, giờ này tối mịt rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi như đã ra ngoài đi tìm từ lâu, đến lúc này các đệ tử cũng lần lượt bị lão ta phái đi, nhưng trên đại trúc phong vẫn chẳng thấy tung tích gì. Bốn bề núi non nhấp nhô, rừng cây rậm rạp, muốn tìm hai đứa nó thì thật chẳng khác nào mò tim đáy bể, mò kim đáy bể. Lão đang lo lắng, trên cao bỗng nghe tiếng rít đưa xuống. Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tô Như đang dẫn hai đứa oắt ấy trở về. Trong bộ dạng của hai đứa trẻ thì vẫn bình thường, nhưng trên vai của Trương Tiểu Phàm còn chễm chệ một con khỉ xám, cũng chẳng biết bóc ở đâu ra. Điền Bất Dịch lúc này mới yên tâm, nhưng trên mặt tỏ ra giận dữ không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn sư phụ, lòng lo ngay ngáy, không dám động đậy, cúi đầu xuống đất. Nhưng con khỉ kia thì cứ đùa nghịch, lát lát lại thò tay vò bỡn tóc tai Trương Tiểu Phàm, cứ như là muốn tìm ra vài con cháy vậy. Điền Ninh Nhi thu hồi hổ phách chu lăng, khóe mắt liếc nhìn cha đang giận dữ đứng trước điện, con người long lanh, rồi nở nụ cười tươi như hoa, tỏ vẻ ngây thơ khả ái vô cùng, nũng nịu đi lại bên Điền Bất Dịch, kéo tay lão thưa: "Cha à, chúng con về rồi này." Điền Bất Dịch hừ một tiếng nói: "Đi đâu vậy?" Điền Ninh Nhi cười hí hí nói: "Tiểu Phàm đi chặt trúc, bị một con khỉ đến bắt nạt. Con đã đi bắt nó giúp Tiểu Phàm xả giận, chính là con khỉ này đây." Nói đoạn chỉ về Trương Tiểu Phàm. Con khỉ xám trên vai của Trương Tiểu Phàm giật thót, quay ra kêu chí chí hai tiếng, ra vẻ dọa nạt. Sau đó nó vò đầu, lại hướng sự chú ý vào tóc tai của Trương Tiểu Phàm. Điền Ninh Nhi làm mặt hề nói với nó, kể lại sơ qua tình hình đuổi bắt, rồi nói: "Sau đó đuổi đến trong cốc, con bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, chẳng biết làm sao lại ngất đi. Thức dậy thì thấy Tiểu Phàm đã ngã lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là bọn con đều không bị thương. Khi sắp quay về, con thấy con khỉ này hình như rất quyến luyến Tiểu Phàm, bèn đưa nó theo." Điền Bất Dịch chau mày, quay sang hỏi vợ: "Chuyện gì thế?" Tô Như lắc đầu đáp: "Muội tìm thấy hai đứa nó trong hậu sơn, rồi bèn xuống dưới ấy xem, hoàn toàn chẳng có chuyện gì lạ cả. Muội nghĩ chắc là Linh Nhi tu hành chưa đủ, lại kéo cả Tiểu Phàm, hai đứa cùng ngồi trên hổ phách chu lăng lướt gió mà đi, cuối cùng đuối sức." Điền Linh Nhi nũng nịu nói: "Mẹ à, mẹ chỉ nói lung tung thôi, sao con lại tu hành chưa đủ chứ? Tiểu Phàm, đệ nói xem có đúng không?" Trương Tiểu Phàm vội vàng đáp: "Đúng, đúng, đúng ạ." Điền Bất Dịch lườm hắn một cái,
lạnh lùng bảo: "Thân là đệ tử Thanh Vân Môn, lại bị một con khỉ bắt nạt. Chuyện này mà truyền ra, thể diện của ta đều sẽ bị mọi người làm mất hết mất thôi." Trương Tiểu Phàm đỏ bừng cả mặt, không dám hé răng, chỉ cúi gằm đầu xuống. Tô Như đi lại kéo tay Điền Ninh Nhi dịu dàng hỏi: "Cả ngày chưa ăn uống gì, con có đói không?" Điền Ninh Nhi thẻ lưỡi cười nói: "Đói quá đi mẹ ạ." Tô Như lườm con gái, kéo tay cô đi về phía nhà bếp, miệng nói: "Người nhỏ mà nghịch cớm." Trương Tiểu Phàm lúc ấy cũng cảm thấy trong dạ cồn cào, nhưng trước mặt Điền Mất Dịch nào dám nhúc nhích. Tai nghe Tô Như và Điền Ninh Nhi đã đi xa, sư phụ cũng chẳng động tĩnh gì, bèn len lén nhìn lên thì trước điện đã chẳng còn ai nữa. Điền Mất Dịch chẳng biết đã bỏ đi từ khi nào, chắc là trong lòng lão nghĩ mắng gã đồ đệ ngu xuẩn này một câu cũng phí cả công sức. Trương Tiểu Phàm nhất thời bối rối, đứng đực ra một hồi lâu, mãi đến khi trong bụng sôi lên mới xoay mình, nhưng bất giác không muốn đi về phía nhà bếp mà đi về phòng riêng. Vào đến phòng, hắn đóng kín cửa. Con khỉ xám ngồi trên vai của hắn, dòm trái ngó phải, kêu chí chí một tiếng, tựa hồ biết là về nhà rồi, bèn tụt xuống, nhảy mấy bước lao lên giường, tung hê nhào lộn, lại nắm cái gối quật lung tung, ra vẻ rất vui vẻ. Trương Tiểu Phàm nhìn con khỉ, khóe miệng cũng lộ ra nét cười, nhưng lập tức bị cơn đói hành hạ. Rồi hắn lại bên bàn, cầm ấm trà rót ra một chén nước để suốt từ hôm qua đã nguội tanh, uống ừng ực. Một nỗi lạnh buốt thấu vào tận tim. Hắn lại thử ra một lúc, rồi thò tay vào bọc móc ra một vật, chính là cây gậy ngắn khó coi đó. Lúc này hạt châu của Phổ Trí cho hắn đã dính liền với cây gậy chẳng biết gọi là gì này, màu sắc cũng đã biến thành xanh đen. Ở chỗ tiếp xúc có một vết đỏ mờ, hình như kết đọng máu cục. Không chỉ khó coi mà còn có vẻ nanh ác nữa. Hắn nhìn một lúc lâu, thốt nhiên cười khổ một tiếng, dùng lực rũ tay thật mạnh quăng cái gậy đi. Nó đập vào tường rội lên một tiếng vang lớn, rồi rớt xuống, rơi vào góc phòng. Con khỉ xám giật thót, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, chẳng biết tại sao hắn lại phát bẩn. Trương Tiểu Phàm thở dài, tụt giày trèo lên giường, đắp chăn trùm kín mà ngủ. Con khỉ gãi gãi đầu chẳng hiểu ra sao. Tối ấy, Trương Tiểu Phàm trở mình chăn chọc, bụng đói không chịu nổi, đến giữa đêm khuya mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Quý bạn và các vị vừa theo dõi xong chương 11, và chúng ta chắc chắn sẽ đến với chương 12, nơi mà chúng ta sẽ biết được là cây nhiếp hồn này sẽ như thế nào với Trương Tiểu Phàm. Quý vị hãy nhớ like clip và đăng ký kênh để ủng hộ Tiến nhé. Chu Tiên, chương 12, trùng phùng. Người đọc Bá Tiến. Quý vị hãy nhớ like video và đăng ký subscribe ủng hộ Tiến nhé. Sau khi ở U Cốc quay về, lại quá nửa tháng, Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân Môn đã vừa tròn 3 năm, đồng thời đã kết thúc công cuộc chặt trúc. Chỉ có điều, đến lúc gần kết thúc, hắn lại lập được một thành tích mà đến bản thân hắn cũng phải hổ thẹn vì nó. Trong vòng nửa tháng sau khi chuyến du hành đến U Cốc hết sức bí hiểm đó, Trương Tiểu Phàm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết sút kém, cả người chốc bỗng là một thấy dã rời. Hắn âm thầm đoán rằng có lẽ tại máu chảy quá nhiều cái hôm thần trí lơ mơ đó, nhưng hắn sắp toàn thân không có lấy một vết thương, ruột gan thấp thỏm, nhưng không dám đi hỏi sư phụ, đành chôn giấu trong lòng. Hắn không nói, nhưng cơ thể lại cứ lộ ra những phản ứng. Bình thường kém đến đâu thì kém, hắn cũng có thể chặt gãy hai cây hắc tiết trúc lớn, nhưng này chặt chẳng bao lâu là thở hổn hển, mồ hôi. Hắn không nói, nhưng cơ thể lại cứ lộ ra những phản ứng. Bình thường kém đến đâu thì hắn cũng có thể chặt gãy hai cây hắc tiết trúc lớn, nhưng nay chặt chẳng bao lâu thì thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra. Nửa ngày còn lại không sao chặt nổi một cây trúc nào nữa. Thực ra điều này cũng khó trách. Hôm đó trong U Cốc, Phệ Huyết Châu gần như đã hút đến một nửa tinh huyết của hắn.
Nếu không phải là cơ thể của hắn xưa nay vẫn khỏe mạnh, chỉ e là sớm đã nằm liệt trên giường không dậy được rồi. Có điều Trương Tiểu Phàm nghĩ muốn chặt trúc được như xưa cũng là vọng tưởng. Tình hình này cứ tiếp diễn mãi. Đến nửa tháng sau, Trương Tiểu Phàm thấy cơ thể hình như hơi có chuyển biến tốt, tinh thần khí lực đều khá hơn một chút. Bài tập chặt trúc đến lúc này cũng đã kết thúc. Ngày cuối cùng, trước sự nghiệm thu của Đại sư huynh Tống Đại Nhân và những người khác, Tiểu Phàm dùng toàn lực chặt phát, rốt cục khi hết giờ đã hạ ngã một cây hắc tiết trúc. Bọn Tống Đại Nhân đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không nói được gì. Chỉ có Điền Linh Nhi đi lên, cười hì hì, vỗ vai hắn bảo: "Tiểu Phàm mà, cũng chẳng sao, đệ có bản lĩnh bằng một phần mười mấy ta cũng là không tồi." Trương Tiểu Phàm cười khổ mãi một tiếng. Vào bữa cơm tối, mọi người trong Đại Trúc Phong tập trung lại trong bàn ăn, đợi phu phụ Điền Bất Dịch ngồi xuống bàn. Tống Đại Nhân trước tiên bẩm báo tình hình của Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch cười nhạt, cũng chẳng thèm nhìn Trương Tiểu Phàm lấy một cái. Tôi như mỉm cười nói: "À, Tiểu Phàm, con đến Đại Trúc Phong chúng ta cũng đã 3 năm rồi nhỉ?" Trương Tiểu Phàm vội đáp: "Vâng, sư nương." Tôi như khẽ thở dài, than ôi, thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt đã 3 năm trôi qua rồi. Nói đoạn ngập ngừng một lát, rồi cao giọng với đám đệ tử: "Các con có cảm thấy thế không?" Chúng đệ tử Đại Trúc Phong nhất tề ngồi thẳng dậy đáp: "Có ạ." Tôi như hừ một tiếng nói: "Bây giờ đến tiểu sư đệ của các con cũng đã lớn rồi, thế mà 3 năm nay các con một chút tiến cảnh cũng không có, phải chăng là muốn làm cho ta và sư phụ tức chết đi được đây?" Mọi người không dám nói năng gì, nhưng đều hướng mắt về phía Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân trước sự thôi thúc của các sư đệ đành chân mình thưa: "Sư nương yên tâm, chúng con lần này nhất định tỏ ra xứng đáng." Trên mặt tôi như hiện ra rõ rệt hai chữ không tin, nhưng vừa định nói, Điền Bất Dịch thốt nhiên xen ngang: "Lão Lục." Đồ Thất Thư dùng mình ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: "À, sư phụ, có người gọi con ạ?" Điền Bất Dịch lãnh đạm nói: "Mấy ngày nay ta xem ngươi những lúc rỗi đều ở trong bếp hoa chân múa tay với đám nồi bát nồi chậu, là có chuyện gì vậy?" Đồ Thất Thư đỏ mặt há miệng đờ lưỡi, rồi lúng túng hỏi: "À, sư phụ, người trông thấy ạ?" Tôi như kêu ý hỏi: "Thất Thư, thế là thế nào?" Đồ Thất Thư do dự một lúc, khẽ khẽ đáp: "Đệ tử muốn xem có thể làm những thứ đồ vật ấy động đậy không." Mọi người biến sắc. Cảnh giới khu vật là một cơ sở căn bản để luyện thành pháp bảo trong Thanh Vân Môn đạo pháp, trừ phi đạt tới tầng thứ tư trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì không thể tương đến. Điền Bất Dịch gật đầu, nét mặt thì chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt lướt qua một ánh hoan hỉ, hỏi: "Thế sao rồi?" Đồ Thất Thư khẽ đáp: Hình như có động đậy chút ạ." "Ồ." Mọi người ồn ào, thảy đều kinh ngạc vui mừng. Lão Ngũ, Lữ Đại Tín ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai y, mặt mày tươi rói. Tôi như ngồi đối diện cũng có vẻ cười: "Hào tử tử, không ngờ con lại hăng hái phấn đấu như vậy. Chuyện từ khi nào thế?" Đồ Thất Thư lần này cảm giác được mọi người, cũng thấy thoải mái nói: "Chỉ mới gần đây, mấy ngày trước, con ở trong bếp tu hành, đột nhiên phát giác dưới sức mạnh của niệm chú, ly nước trên bàn lay động, con đoán chẳng thể nào con đã đột phá được tầng thứ ba." Nói đến đây, y cười ngượng lại tiếp, có điều trong lòng đệ tử ngờ ngợ, không dám tin, bèn thường xuyên xem thử, chẳng ngờ bị sư phụ phát hiện. Điền Bất Dịch mỉm cười: "Là thế này, giữa tầng thứ ba và thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh, tuy tác dụng khác nhau một trời một vực, nhưng mới luyện thành thì tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác thường rõ ràng. Con là người nhanh nhẹn, linh mẫn, nhập môn tuy muộn nhưng chẳng ngờ đi sau lại về trước." Mọi người đều cười, nhao nhao chúc mừng. Giữa đám ấy, Điền Ninh Nhi chen vào kêu lên: "Lục sư huynh, Thế huynh đã quyết định tu luyện pháp bảo gì chưa?" Đồ Thất Thư ngớ ra một lát đáp: "Ở chưa, ta cũng vừa mới nhờ sư phụ nói, mới khẳng định là mình đã tu tập đến tầng thứ tư, còn chưa kịp nghĩ đến." Tôi như mỉm cười nói: "Không gấp, mấy ngày nay con hãng từ từ nghĩ. Có điều tính khí của sư phụ các con cũng biết rồi, từ xưa đến nay thì đều không ép các con phải tu luyện tiên kiếm. Con thích cái gì thì suy nghĩ rồi tìm chất liệu đi."
Trương Tiểu Phàm đứng một bên ngưỡng mộ kinh khủng, thấy Lục Sư Huynh cười ngoác đến cả miệng ra, lại nghe Điền Bất Dịch nói: "Lão Nục này." Đô Thất Thư vội vàng đáp: "Sư phụ có ạ." Điền Bất Dịch nói: "Theo tiền lệ của Thanh Vân Môn chúng ta, đệ tử tu hành đến tầng thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo là phải hạ sơn ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm chất liệu tốt và linh vật để tu luyện bảo bối. Ngoài ra, may nhờ cơ duyên tạo hóa của con có thể tìm được thần vật ngưng tụ linh khí của trời đất nữa. Con chuẩn bị đi đi, mấy ngày nữa hạ sơn." Đô Thất Thư ngây ra, trong mắt có phần bịn dịn, lại có mấy phần hoan hỉ, khẽ khẽ thưa: "Vâng." Nói đoạn sực nghĩ ra điều gì đó, rồi hắn nói: "Có điều sư phụ ơi, việc ăn uống ở đây từ xưa tới nay con đều là người đảm trách. Nay đệ tử đi rồi..." Lữ Đại Tín ngồi cạnh y ha hả cười to: "Đệ lo cái gì? Thế trước khi đệ nhập môn chẳng phải là đã có ta hay sao? Yên tâm đi, đói cũng chẳng chết người nào." Đô Tất Thư và mọi người đều bật cười, chỉ có Điền Linh Nhi đứng một bên chúm chím trêu: "Ngũ sư huynh nói mà không biết ngượng. Cơm canh của huynh nấu muội từ nhỏ đã ăn qua, quả đúng là cơn ác mộng mà." Lữ Đại Tín đỏ mặt, mọi người cười vỡ cả nhà. Đợi tiếng cười hơi ngớt thì Điền Bất Dịch lãnh đạm bảo: "Từ nay về sau việc bếp núc hãy giao cho lão thất làm." Mọi người lặng đi. Lữ Đại Tín ngạc nhiên nói: "Sư phụ, sư đệ y còn hái nhỏ." Điền Bất Dịch liếc xéo nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội thưa: "Sư phụ yên tâm, con thường giúp Lực sư huynh ở nhà làm bếp, có thể làm được mà." Điền Bất Dịch gật đầu chẳng nói thêm nữa, phẩy tay: "Ăn cơm thôi." 3 ngày sau, Đỗ Tất Thư thu dọn đồ xong xuôi, đem hết những việc cần làm trong bếp dặn dò Trương Tiểu Phàm thật kỹ càng, rồi hạ sơn ra đi. 3 năm nay, trong các sư huynh ở đây thì Đỗ Tất Thư trẻ tuổi nhất, tính tình lại hoạt bát, là người Trương Tiểu Phàm rất thân cận. Nay y đi rồi, Trương Tiểu Phàm quyến luyến không dứt, cảm thấy Đại Trúc Phòng tự dưng quạnh quẽ đi nhiều. Sau đó, Trương Tiểu Phàm bắt đầu bài tập thứ 2 trên Thanh Phân Môn, bài tập bếp núc. Hôm ấy là lần đầu tiên hắn chính thức nấu cơm và làm thức ăn. Một mình hắn loay hoay trong bếp suốt cả buổi sáng, vo gạo, rửa rau, bận tít mít. Nhoáng một cái đã đến trưa. Điền Bất Dịch và mọi người vào nhà ăn thì đã thấy trên bàn bày biện cơm canh xong xuôi y như mọi khi. Trương Tiểu Phàm thì ngồi cuối bàn, hai tay nắm vào nhau, khép na khép nép. Ai cũng có thể nhận thấy là hắn rất căng thẳng. Mọi người ngồi xuống, Điền Bất Dịch thì chẳng nói gì, nhưng Đỗ Tất Thư thì nhìn Trương Tiểu Phàm trên mặt lộ nét tươi cười, hỏi: "Tiểu Phàm, lần đầu tiên nấu cơm thấy thế nào?" Trương Tiểu Phàm mở miệng nhưng không nghĩ ra là nên nói gì cả. Điền Bất Dịch hử một tiếng, bảo: "Ăn cơm." Chúng đệ tử ứng biến, cầm đũa lên gắp thức ăn rồi lùa vào miệng. Trong nhà ăn một bầu không khí lặng lẽ. Trương Tiểu Phàm hồi hộp đến mức tim muốn nhảy vọt ra khỏi miệng. Trên mắt, trên trán lướt mướt mồ hôi lạnh, khe khẽ thưa: "Sư phụ, sư huynh, đệ tử làm chẳng ra gì, mọi người thấy sao ạ?" "Ồ, ngon quá đấy chứ." Điền Linh Nhi thốt vui vẻ reo lên, không kìm được lại gắp một miếng măng bỏ vào miệng. Trương Tiểu Phàm đờ người, thấy các sư huynh ai nấy đều rạng rỡ, gật đầu không ngớt, vùng đũa gắp rào rào, miệng thì khen lia lịa: "Chẳng ngờ tiểu sư đệ lại có cái tài này, lợi hại, lợi hại đó nha. Còn ngon hơn cả lão ngũ, không, ngon hơn cả lão ngũ và lão lục cộng lại, ha." Lúc ấy Điền Bất Dịch cũng gắp nhiều hơn mọi khi, gật gật đầu, ánh mắt có vẻ khoan khoái. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rất hài lòng. Từ đó trở đi, Trương Tiểu Phàm tiếp tục làm việc trong bếp. Về việc tu hành đạo pháp, hắn chẳng tỏ ra có chút tài hoa nào, nhưng khả năng bếp núc thì đúng là trời phú. Nấu nướng chẳng cần thầy dạy mà tự vỡ vạc, cơm canh đưa ra thơm ngon tươi ngọt, vượt xa tất thảy mọi người. Mà trong lòng hắn thì chỉ cần Điền Bất Dịch mỉm cười gật đầu chấp thuận thì đã là một sự hoan hỉ lớn lao rồi. Thời gian thấm thoát, lại nửa năm trôi qua. Kỳ thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn một giáp mới tổ chức một lần, càng lúc càng đến gần. Không chỉ Tô Như, đến Điền Bất Dịch cũng bắt đầu đôn đốc đệ tử. Mọi người chuyên tâm tu đạo, chẳng ai làm rộn đến Trương Tiểu Phàm cả. Nói chung mọi người đối với hắn cũng chẳng gửi gắm chút kỳ vọng nào. Nhưng Trương Tiểu Phàm không mấy bận tâm,
mỗi ngày bận bịu trong nhà bếp, hắn lại tìm thấy phần nào niềm vui từ đống nồi bát đũa. Những lúc rỗi rãi thì tự luyện tập đạo pháp, đến đêm khuya thì tu tập đại phạm bát nhã. Ngày tháng trôi qua rất bình yên. Thời gian này, con khỉ xám mang từ U Cốc về đã ở cùng với hắn được nửa năm. Người và khỉ rất thân thiết. Trương Tiểu Phàm cũng đã tìm cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Hôi. Cái tên này giống như tên hắn, bình đạm, giản dị, không hề màu mè. Từ khi hắn bắt đầu làm việc trong nhà bếp, Tiểu Hôi thành ra ở gần chùa được nhờ lộc Phật, thường xuyên đi cùng Trương Tiểu Phàm nhóm khúc măng bên đông với trái cây bên tây, ăn vụng cả ngày. Nửa năm nay thì đã phát phì ra. Có điều trên Đại Trúc Phong này, Tiểu Hôi lại có một đối thủ, chính là con chó vàng to mà Đền Bất Dịch nuôi từ nhỏ tới lớn, Đại Hoàng. Chẳng biết vì chuyện gì, con chó vàng luôn thấy con khỉ xám rất là ngứa mắt. Thời gian đầu, mỗi lần gặp Tiểu Hôi đều gầm gừ không ngớt, làm nó sợ chết khiếp, phải tránh tuốt lên cây cao. Về sau lần dần, cuối cùng đành miễn cưỡng coi Tiểu Hôi như một thành viên của Đại Trúc Phong. Nhưng hễ chạm mặt là nhe nanh, nhoác miệng ra rất hung dữ. Đến lúc Tiểu Hôi sợ hãi kêu lên chí chóe, Đại Hoàng mới oảng oảng sủa lên mấy tiếng, ngẩng cao đầu, húc ngoắc cái đuôi, đi sang một bên. Thu qua, đông tới. Thời tiết trên Đại Trúc Phong dần dần trở lạnh. Ngoài phu phụ Đền Bất Dịch tu hành cao thâm, từ lâu đã không còn e ngại những cơn gió buốt giá bình thường này nữa. Các đệ tử còn lại thì đều phải khoác thêm áo. Hôm ấy, ánh dương quang hiếm hoi rọi xuống ấm áp. Trương Tiểu Phàm xong xuôi việc bếp núc, bèn đi ra ngoài vườn, rồi ngồi xuống dưới tán tùng bên ngoài nhà bếp, dựa lưng vào thân cây, lim dim đôi mắt, khoan khoái tận hưởng hơi ấm của mặt trời. Ngồi một lúc, đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy đằng trước vọng đến tiếng chó ông ổng, bèn mở bừng mắt nhìn. Thì ra chính là Đại Hoàng đang bò toài ở khu đất phía trước, oằn oải sưởi nắng. Còn Tiểu Hôi thì đang từng bước, từng sau lưng nó đi lại. Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ. Đại Hoàng hàng ngày cũng thường tới nhà bếp để ăn uống, đã quen với hắn lắm rồi. Vì thế, sự hục hặc giữa con khỉ và con chó của hắn, hắn rõ hơn ai hết. Hôm nay hình như mặt trời mọc từ đằng Tây hay sao vậy, Tiểu Hôi lại chủ động tiếp cận Đại Hoàng. Trương Tiểu Phàm tỉnh táo hẳn, chăm chú theo dõi phía trước. Chỉ thấy Tiểu Hôi thoát một cái đã đến gần Đại Hoàng. Đại Hoàng tuy không nhìn rõ phía sau, nhưng mũi khịt khịt đánh hơi thấy có mùi lạ, bèn ngoái đầu lại nhìn, rồi lập tức há mõm để lộ răng nanh nhọn hoắt, sủa oảng oảng liên tiếp mấy tiếng. Tiểu Hôi hơi thu mình, xem ra vẫn rất sợ hãi. Rồi con khỉ đảo mắt long lóc, giơ tay phải lên lắc qua lắc lại trước mặt Đại Hoàng. Đại Hoàng thoạt tiên chẳng hề chú ý, cứ chõ về phía Tiểu Hôi mà sủa liên hồi. Ai ngờ một lát sau, mũi hít hít, tựa như ngửi thấy cái gì đó, cứ nhìn tay của Tiểu Hôi chân chân, không chớp mắt, không nhúc nhích, cũng không sủa nữa. Miệng há ngoác lên, thò ra cái lưỡi dài thòng lòng, rồi đuôi ve vẩy không ngừng, tỏ vẻ rất cao hứng. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quá đỗi, phóng mắt nhìn tới, bất giác á khẩu, tắt cười. Thì ra trong tay của Tiểu Hôi đang cầm một cục sườn, mùi thơm tỏa khắp phía. Dù hắn đang ở rất xa mà cũng còn ngửi thấy. Đây vốn là cái hắn dùng để định nấu canh. Vì biết Đại Hoàng thích ăn thứ này nhất, nên nấu xong là đem đậy điệm kỹ rồi đặt ở nơi cao. Ai ngờ con Tiểu Hôi đã đánh cắp từ lúc nào rồi chạy đến để bắt thân với con chó. Lúc ấy chỉ thấy Tiểu Hôi lúc la lúc lắc, cầm cục sườn quăng lại trước mặt Đại Hoàng. Mõm con chó tứa đầy nước miếng, lập tức ngoạm lấy luôn giữa cục sườn, rồi gặm xoàm xoạp. Tiểu Hôi nhìn bộ dạng của Đại Hoàng, kêu chí chí hai tiếng, thận trọng dè dặt đi lại gần, do dự chốc lát, rồi thò tay giở lên đầu con chó. Đại Hoàng khẽ thốt lên. Tiểu Hôi vội vàng rụt tay lại. Một lát sau, không kìm được lại thò tay giở đầu con chó. Lần này Đại Hoàng chẳng phản ứng gì hết, cứ mải gặm cục sườn. Tiểu Hôi bèn đặt hẳn tay lên đầu của nó, nhẹ nhàng xoa mớ lông vàng mềm mại sáng bóng.
Đại Hoàng lại tỏ ra rất dễ chịu, hơi co mình lại, kêu khe khẽ, nhưng chẳng có chút thù địch nào. Tiểu Hôi bạo dạn hơn, cười lên hai tiếng, bắt đầu nghịch bới lông da của con chó, như là tìm bắt cháy giận. Nửa chừng, Đại Hoàng quay đầu lại, dùng lưỡi liếm láp Tiểu Hôi. Một chó một khỉ tỏ ra thân mật vô cùng, quan hệ thay đổi chóng cả mặt. Trương Tiểu Phàm xem suốt từ nãy tới giờ, bây giờ trơ mắt đờ miệng, bụng nghĩ: Tiểu Hôi thực là thông minh, có điều xem ra cứ thế này, về sau thì sườn thịt phải cất giấu kỹ càng hơn một chút. Trong lòng hắn đang luẩn quẩn nghĩ, chợt trên đỉnh đầu có tiếng gió, chợt trên đỉnh đầu có tiếng xé gió, rồi hai đạo bạch quang từ phía tây nhanh như cắt lao tới. Đại Hoàng giật thót, trỏ về đạo bạch quang sủa. Tiểu Hôi thì thò tay vuốt lên đầu nó như thể trấn an, chẳng ngờ rất là hiệu quả. Đại Hoàng lập tức bình tĩnh lại. Trương Tiểu Phàm nhìn hai đạo bạch quang hạ lạc trước chính điện Thủ Tĩnh Đường, làn ánh sáng lấp lóa dịu đi rồi thì hiện ra hai người, một người cao lớn ngay ngắn, tiêu sái bất quần, bạch y phiêu phất, trông thực tuấn tú. Người kia là một thiếu niên thấp hơn một chút, chỉ chừng 15-16 tuổi. Trương Tiểu Phàm chợt nín thở, một nỗi bi thương đã dần phai từ sâu trong tâm khảm chậm chậm trỗi dậy. Thiếu niên kia nhìn có vẻ cô đơn làm sao. Kinh Vũ! Hắn đứng bật dậy thốt lên, giọng nói bỗng nghẹn lại. Thiếu niên kia thân hình chấn động, lập tức xoay mình lại, hai con mắt tròn xoe, rồi há miệng há hốc, tựa như muốn nói điều gì. Nhưng đến phút cuối, thiên ngôn vạn ngữ chỉ bật ra hai chữ: Tiểu Phàm. Quý bạn và các vị vừa theo dõi hết chương thứ 12. Nhớ là hãy giúp Tiến like clip này và đăng ký subscribe kênh. Còn bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục với cái phần tiếp theo nhé. Đang hay rồi đấy.